lại các bạn trong kênh Radian rồi. Thì hôm nay như các bạn đang thấy, bên cạnh Na đang là hai em rất là nổi bật của Winner XV2. Thì tại vì sao Winner XV3 ra rồi nhưng mà Winner XV2 tại cửa hàng xe máy An Thành Phát cũng rất là cháy, luôn cháy ha. Ví dụ trung bình một tuần mà bán 100 chiếc đi thì cái chiếc Winner XV2 này nó chiếm 1/3 rồi ha. Đó, thì nói cho các bạn biết tại vì sao nó cháy như vậy. Thì hôm nay trước khi cập nhật giá cũng như là cái thủ tục trả góp và quà tặng cho các bạn, Na sẽ thông tin về cái địa chỉ cửa hàng luôn ha. Cửa hàng xe máy An Thành Phát nằm tại quốc lộ 13, khu phố 6, phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Các bạn mong muốn mua xe hoặc là cần tư vấn, các bạn cứ liên hệ cho Na theo số 0325333789 để tư vấn và hỗ trợ ha. Rồi, thì Winner XV2 trong cái đà Honda đang lên như vậy nhưng mà giá của nó vẫn không có gì dao động nhiều ha. Thì với bảng V2 CBS giá của nó là 37 triệu và bảng ABS giá của nó là 40 triệu ha các bạn ha. Dòng này thì cửa hàng luôn luôn hỗ trợ cho các bạn, không cần trả trước. Thủ tục vô cùng đơn giản, các bạn chỉ cần đủ 18 tuổi trở lên, có chứng minh hoặc căn cước. Ngoài chứng minh và căn cước, các bạn có thể kèm theo hộ khẩu hoặc bằng lái xe. Nếu không có hộ khẩu hoặc bằng lái, các bạn có thể thay thế bằng cái cài vẹt xe chính chủ hoặc bảo hiểm y tế do công ty cấp ha. Bạn nào đã góp ở một ngân hàng nào rồi, các bạn là có tối đa 3 khoản vay ha. Mình góp đừng có góp trễ, đem cái biên lai đóng theo để Na hỗ trợ cho các bạn được nhiều ngân hàng cũng như những cái gói cước gói lãi suất ưu đãi hơn ha. Rồi, thì khi các bạn có liên hệ cho Na thì các bạn sẽ được hỗ trợ từ 500 cho đến 1 triệu tiền xăng xe đi lại. Ngoài ra, khi các bạn lên đồ chơi, lên sơn màu, các bạn sẽ được hỗ trợ từ 40 cho đến 50%. Ngoài ra, cửa hàng còn hỗ trợ nhiều phần quà khác có giá trị nữa cho các bạn ha. Rồi thì các bạn cũng nhìn thấy, đúng là dân chơi Racing Boy, Racing Girl mà đã chơi rồi mà không chơi nổi bật thì đời không nể đúng không các bạn? Đây, một em màu Repsol. Repsol thì hồi trước là Sonic đó, nó có một loại màu riêng, còn bây giờ là nó lên cả trên, bắt đầu từ Sonic đúng không các bạn? Rồi xong bắt đầu nó ra bên em Winner X nè. Màu này là màu đỏ ha các bạn ha. Của Honda này, logo ở dưới đây là Repsol, tên chữ Repsol. Ở dưới nữa là các bạn cũng có thể thấy đó, cả logo cái dập cái tem Repsol trên này luôn ha. Rồi, bánh mâm màu cam luôn, nó đi cùng tông so với cái màu xe luôn ha các bạn ha. Màu chủ đạo là màu cam. Bên này thì xi nhan vẫn chưa được độ, tại vì các bạn biết đó, Winner XV2 là xi nhan sẽ bị lồi ra như thế này. Tuy nhiên các bạn muốn độ lại, cửa hàng nó sẽ độ gọn lại cho các bạn. Bên này là ba màu cam, đen, đỏ, cả thêm màu trắng nữa là bốn màu kết hợp với nhau, rất là nổi luôn. Còn trên này thì cửa hàng có độ khóa cho các bạn rồi ha. Bởi vì Winner XV2 nó không phải là dùng khóa Smart Key mà sẽ dùng khóa chìa. Bởi vì khóa chìa thì đương nhiên sẽ có những thành phần dễ đi mà mình nhiều khi mình hay không để ý tới khóa nhiều ấy, thì sẽ bị nhiều khi là mình mới có em xe mà là bị dắt đi lúc nào không biết, thì mình nên đổ những cái phụ kiện như là chống trộm, định vị gì đấy để mình yên tâm hơn khi mình để xe ở phía ngoài ha. Thì cái phụ kiện như vậy cửa hàng sẽ hỗ trợ cho các bạn tầm 40 đến 50%. Đó, đằng sau thì các bạn cũng thấy bánh mâm cũng được độ màu cam luôn đó, từ trên xuống dưới. Còn cái màu Vexon thì các bạn cũng biết rồi, màu này rất là đẹp luôn, rất là nổi. Màu này mà ra đường không nổi là Na cũng chịu luôn á. Rồi đó, thì như các bạn cơ bản là thấy chiếc này chỉ có độ màu và độ khóa thôi ha. Rồi tiếp theo em màu xanh, xanh này là xanh gì ta, xanh Mino luôn hả ta? Đó, rồi thì chiếc này nhìn nó rất là nổi luôn các bạn, nhìn nó rất là nổi luôn đó. Thì màu nó vừa nổi nhưng mà nó cũng rất là mát mắt, xanh min ha. Giờ mới nhớ màu này là màu xanh min. Màu này là màu hot của 2022, đi ra đường thấy mấy bạn là váy vóc cũng toàn màu như thế này thôi. Đó, xi nhan thì đã được độ thu gọn rồi ha. Đó, như cái hồi nãy là không có độ, bây giờ là thu gọn lại rồi, thì nhìn nó rất là nhỏ luôn. Bảng này là bảng ABS ha các bạn ha. Thì các bạn có thể nhìn thấy là phanh ABS ha. Đó, đối với phanh ABS thì là 40 triệu ha các bạn ha. Còn độ màu thì mình sẽ tính riêng. Rồi, còn với chiếc này thì cửa hàng cũng có độ khóa cho các bạn rồi. Đó, độ khóa ha. Cái này là khóa chống trộm ha. Đó, cho nên mình yên tâm. Còn bạn nào muốn độ khóa Smart Key, cửa hàng vẫn sẽ độ thôi. Còn như các bạn thấy, đen dọc nè, chiếc này là chủ đạo là sẽ độ là màu xanh min, nhìn cho mát mắt, nó kết hợp thêm một ít màu bạc và đen lên đây này nữa, làm cho cái xe trở nên nó sang hơn. Đó, cơ bản thì dòng xe Winner X rất là dễ đi, 6 số thôi các bạn ha, nó rất là dễ đi. Và các bạn nào mà hồ sơ không có nợ xấu hoặc là mình không có cái lịch sử đóng chậm đóng trễ thì Na bao đậu cho các bạn ha. Xác định là mình lên mua xe mình về,
Còn đối với những cái bạn mà ở hộ khẩu ở những nơi nào thì mình sẽ tính cái phí biển số ở chỗ nơi đó ha các bạn ha. Mỗi khu vực mỗi khác. Cho nên bạn nào muốn biết rõ hơn, các bạn cứ tới cứ inbox cho Na hoặc là gọi cho Na 0325333789 là sẽ hỗ trợ cho các bạn. Ngoài những màu này ra thì cửa hàng còn đồ nhiều màu lắm các bạn ạ. Các bạn muốn xem rõ hơn, kỹ hơn nữa thì các bạn cứ nhắn tin cho Na để Na gửi mẫu cho các bạn xem ha. Còn muốn biết thêm chi tiết gì nữa, các bạn cứ trực tiếp comment ở phía dưới. Kết bạn Zalo thì nhớ nhắn tin để Na trả lời nhanh hơn ha các bạn ha. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.